cây mộng mơ đánh bạo hỏi lên chán đời. Anh Bay ơi, bao giờ anh có thể làm ơn đưa bọn em trở về mặt đất? Em nhớ lại rồi, em xin đội ơn anh, nhờ có anh đã cứu sống cho cả lũ bọn em. Điều đó làm tôi buồn, tôi rất tiếc. Nỗi buồn này khiến Bay chán đời bắt đầu khóc và thu mình lại vì một chút. Từ một bức ảnh đẹp được sự ghi nhận và nó tiếp tục thuyết phục đám mây. Người bạn tốt của em xin đừng đau buồn nữa. Hãy nuôi hy vọng để cứu sống em và các bạn. Từ một người thảm thức, hãy cứu với chúng em cần anh giúp. Cô đất, cô sẽ phải gãy làm đôi để tôi có thể hạ cô rơi từ một chiếc dù và cho phép hạ cánh nhẹ nhàng. Thật là dễ phải không? Chỉ có điều, cô biết đấy. Cô... Em biết, để trước cách ngang, em sẽ biến mất khi chạm đất. Nhưng anh đừng lo, em sẽ thực hiện phần kế hoạch của mình. Trước đưa cả phi đội lao lên về phía dưới, cú va đập sẽ vô cùng tàn khốc. Tốc độ của tia chớp làm cây tụt lại về phía sau. Những rễ cây có nguy cơ tụt khỏi đám mây. Mây là hết tầm mũi, nó cầu xin tia chớp dừng lại, hay là đất nó cũng đang dần tan biến. Vì vậy, cây đã đuổi kịp mây và đã